Thời điểm cuối năm 2023, diễn đàn Douban đã mở bảng bình chọn các vai diễn thịnh thế mỹ nhân của những tác phẩm lên sóng trong năm. Cho đến hiện tại, top 4 người đẹp đứng đầu bảng xếp hạng đã lộ diện. Có một điều bất ngờ là mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba dù luôn khiến mọi người phải kinh ngạc mỗi khi xuất hiện, nhưng lại không có mặt trong danh sách lần này. Ở vị trí thứ tư là Geni, tác phẩm tiêu biểu trong năm 2023, Cô Gái Biến Mất, Tây Xuất Ngọc Môn. Năm 2023 tương đối thành công với Geni khi cô tỏa sáng ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Nữ diễn viên vẫn giữ đúng phong độ nhan sắc và diễn xuất dù cho tạo hình ở cả hai tác phẩm đều không quá lung linh, bắt mắt. Đặc biệt Cô Gái Biến Mất là bộ phim huyền nghi, tâm lý. Trong khi đó, Tây Xuất Ngọc Môn lại là phim phiêu lưu, thám hiểm, diễn viên thường lăn lộn trên cát, đầy bụi bặm, trang phục cũng thiên về gam màu tối. Điều này không thể ngăn cản Geni chinh phục khán giả bằng diễn xuất chân thực và vẻ ngoài của một chị đại cô ngầu. Lợi thế vóc dáng giúp Geni cân đẹp những bộ đồ da bó sát, toát lên khí chất nổi bật, đầy thu hút. Vị trí thứ ba là Châu Giã, tác phẩm tiêu biểu trong năm 2023 gồm Hộ Tâm, Vi Hữu Ám Hương Lai, Rất Nhớ Anh. Là tiểu hoa 95 duy nhất có thể lọt vào top đầu cuộc bình chọn cùng các đàn chị 85 đủ để thấy nhan sắc của Châu Giã nhận được sự tán thưởng lớn từ cư dân mạng. Trong năm 2023, Châu Giã có tới 3 bộ phim lên sóng, dù chưa thực sự bùng nổ như mong đợi nhưng phim nào cũng đạt được độ hot nhất định, thu về không ít duyên khán giả. Nếu trong Hộ Tâm Châu Giã xuất hiện với hình tượng một nhạn hồi đầy khí chất và mạnh mẽ, thì trong Rất Nhớ Anh nữ diễn viên lại chinh phục khán giả nhờ hình ảnh của một Cố Thanh ngọt ngào, thanh nhã mang đậm màu sắc thanh xuân. Bộ phim Vi Hữu Ám Hương Lai của biên kịch Vu Chính phát sóng tháng 10 vừa qua, dù có tạo hình bị chê bai nặng nề từ trang phục, kiểu tóc cho tới make-up đều dìm nhan sắc của những diễn viên khác, chỉ riêng có mình Châu Giã là cân được tạo hình khó nhằn này. Đặc biệt, trong những cảnh quay cận mặt, làn da Châu Giã không tì vết cũng không hề có góc chết, dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn xinh đẹp. Ở vị trí thứ hai là Lưu Thi Thi với bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn. Cạnh tranh sát sao với thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi để có thể tranh giành lấy hai vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng này của Douban chính là Lưu Thi Thi. Nhất Niệm Quan Sơn vừa kết thúc, sức nóng của Lưu Thi Thi với vai diễn Nhậm Như Ý vẫn khiến cư dân mạng thổn thức. Nhậm Như Ý của Lưu Thi Thi vừa có thể là ánh trăng sáng trong lòng nam chính, vừa là mỹ nhân vạn người mê, vừa là em gái yếu đuối cần người che chở, đồng thời cũng có thể trở thành nữ sát thủ lạnh lùng, thậm chí khi thế lấn át cả nam chính. Trong phim, Lưu Thi Thi không chỉ gây ấn tượng với bài múa duyên dáng, uyển chuyển mà còn thể hiện những đường võ dứt khoát, đẹp mắt, khí chất cực ngầu, đầy cuốn hút. Với sự trở lại ấn tượng như vậy, Lưu Thi Thi có thể giành được vị trí cao trong bảng xếp hạng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Đứng ở vị trí đầu tiên chính là nữ thần Lưu Diệc Phi, với bộ phim tiêu biểu trong năm 2023 là Đi Đến Nơi Có Gió. Nhân vật Hứa Hồng Đậu trong Đi Về Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi đã một lần nữa giúp thần tiên tỷ tỷ chiếm cảm tình của khán giả. Một bộ phim chữa lành đúng nghĩa với những tình tiết nhẹ nhàng, khung cảnh yên bình đẹp đẽ và đặc biệt là nhan sắc cực phẩm của Lưu Diệc Phi. Trong phim, tạo hình Lưu Diệc Phi khá đơn giản nhưng những váy áo khoác lên người cô đều toát lên vẻ tiểu thư dịu dàng, vừa năng động vừa thanh tao lại vô cùng cuốn hút. Cảnh phim ôm hoa hồng của Lưu Diệc Phi trong phim đã trở thành một trong những cảnh ấn tượng nhất màn ảnh hoa ngữ 2023, tạo trên suốt một thời gian dài. Còn bạn thì sao? Đối với bạn nữ diễn viên nào chính là mỹ nhân xuất sắc trên màn ảnh hoa ngữ năm 2023 vừa qua? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận để chia sẻ với mọi người nha! Và nếu cảm thấy video này hay, thú vị thì đừng ngần ngại cho chúng mình một like với nhé! Đồng thời nhớ đăng ký kênh, bật thông báo để xem những video mới nhất của chúng mình nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp! See you!